Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nhịp cầu du học. Quý vị thân mến, tiếp tục cập nhật về tình hình chứng chỉ IELTS. Hiện tại, dù Hội đồng Anh và ITB đã được cấp phép tổ chức thi IELTS trở lại tại Việt Nam. Tuy nhiên, số lượng địa điểm thi mà Bộ Giáo dục Đào tạo phê duyệt vẫn còn quá ít ỏi so với trước đây, nên chưa đủ đáp ứng nhu cầu của đông đảo thí sinh. Theo cập nhật, đến ngày 29 tháng 11, số điểm thi IELTS của Hội đồng Anh được phê duyệt bao gồm 10 địa điểm tại 5 tỉnh thành, bao gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nghệ An, Thừa Thiên Huế. Các điểm thi tại Hà Nội nhiều nhất gồm 4 điểm thuộc các quận Ba Đình, Cầu Giấy, Hà Đông và Đống Đa. Ở Thành phố Hồ Chí Minh có 3 điểm gồm 2 điểm tại quận 1 và 1 điểm tại quận 10. Với IDP Việt Nam, số điểm thi trên cả nước là 4 điểm, trong đó có 2 ở Hà Nội, 1 ở Đà Nẵng và 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại, từ cuối tháng 11 đến hết năm 2022, không còn ngày thi IELTS làm bài trên giấy cho các bạn lựa chọn. Muốn thi bằng hình thức truyền thống này phải đợi sang năm 2023. Vì thế, IDP Việt Nam cũng khuyến khích các bạn nên cân nhắc thi IELTS trên máy tính vì khả năng đăng ký suất vẫn còn. Ngoài lịch thi nhiều hơn kỳ thi IELTS trên máy tính, cũng có nhiều lợi thế như kết quả thi nhanh hơn và thuận lợi hơn cho thí sinh, đặc biệt những bạn cần chứng chỉ gấp. Hình thức thi IELTS trên máy tính nhìn chung không khác gì so với thi trên giấy. Thí sinh chỉ phải làm quen với việc đánh dấu các từ khóa keyword trong các bài thi đọc reading hay thi nghe listening. Với hình thức thi trên giấy, thí sinh sẽ đánh dấu bằng dùng bút gạch vào đề thi. Còn thi trên máy sẽ có công cụ làm nổi bật highlight, những từ các bạn muốn lưu ý. Ở phần thi nói speaking, không có gì khác biệt giữa thi trên máy và thi trên giấy bởi đều phải nói chuyện một một với giám khảo. Đặc biệt, ở phần thi viết writing, thí sinh thi trên máy lại có lợi thế hơn bởi không phải tẩy xóa khi viết sai như thi trên giấy. Đồng thời, máy sẽ tự tính toán số chữ bạn đã viết thay vì phải ngồi đếm thủ công. Vì vậy, những bạn đã ôn tập IELTS chắc chắn, muốn chuyển từ thi trên giấy sang thi máy rất dễ dàng. Chỉ cần mất tối đa khoảng một tuần làm quen với việc thao tác trên máy là có thể thành thạo. Chương trình Nhịp cầu du học vẫn sẽ tiếp tục đồng hành và cung cấp những thông tin hữu ích nhất về các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, giúp các bạn thí sinh sẽ có thêm tâm thế chuẩn bị sẵn sàng để có thể chinh phục các chứng chỉ và học bổng du học trong tương lai. Và tiếp nối chương trình, xin mời quý vị hãy cùng đến với chủ đề chính của Nhịp cầu du học ngày hôm nay cùng với biên tập viên Mai Anh. Thời gian qua, việc các bạn trẻ sử dụng kết quả bài thi GRE để ứng tuyển học bổng chương trình du học sau đại học ở các trường đại học quốc tế hàng đầu trên thế giới đang ngày càng phổ biến. Có thể thấy bài thi chuẩn hóa này đã mở ra cho thí sinh thêm nhiều cơ hội học tập và làm việc lý tưởng trong tương lai, từ đó mang lại nhiều động lực để người học sớm hình thành thói quen ôn luyện hiệu quả. Nó là một thi rất là nghiêm ngặt luôn, nó nghiêm ngặt từ cái khâu mà tổ chức cho đến quy trình thực hiện nữa. Bài thi GRE nó có một cái rất là đặc biệt, đó là họ gọi là họ kiểm tra năng lực. Các bạn học thì mình sẽ thấy là nó rất là vất vả. Mấy cái bài thi này là lúc mà mình bắt đầu vào học là mình sẽ cần một cái động lực rất là lớn. Và mình hiểu được là với cái điểm thi này mình có thể apply vô những cái trường là ranking bao nhiêu và cái cơ hội sau khi ra trường của mình như thế nào. Có thể thấy GRE là một trong những chứng chỉ tác động mạnh mẽ đến kế hoạch tham gia ứng tuyển học bổng chương trình du học sau đại học của nhiều bạn trẻ trên toàn thế giới. Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Nhịp cầu du học do Ban chuyên đề Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, ở số phát sóng lần trước, chương trình đã giới thiệu đến quý vị khán giả những bí kíp thú vị cho kỳ thi GMAT dành cho tuyển sinh đầu vào bậc đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh GMAT thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục vén màn một bài thi chuẩn hóa khác được biết đến với tên gọi là GRE. Vậy GRE là gì và chúng quan trọng như thế nào trong việc ứng tuyển đầu vào chương trình sau đại học? Chúng ta hãy cùng trao đổi với khách mời đã rất quen thuộc với chương trình Nhịp cầu du học. Xin được hân hạnh chào đón anh Phạm Huy Hùng, là chuyên gia về các kỳ thi chuẩn hóa bao gồm cả GRE. Bên cạnh anh Hùng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chào đón một nhân vật cũng đã có kinh nghiệm chinh chiến với kỳ thi GRE, một vị khách mời rất là xinh đẹp. Xin giới thiệu chị Huỳnh Trần Khánh Linh ạ. Đầu tiên thì cũng như là những kỳ thi khác thì anh có thể giới thiệu tổng quan về kỳ thi GRE là một kỳ thi như thế nào và bằng cấp mà GRE sẽ hướng tới những đối tượng ra sao ạ? GRE là viết tắt của Graduate Record Examination, là kỳ thi tuyển sinh của bậc cao học bao gồm thạc sĩ và tiến sĩ của các ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, kỹ thuật và cả nghệ thuật nữa. Định dạng của kỳ thi GRE là bao gồm các phần như là suy luận ngôn ngữ là từ 130 cho tới 170,
Toán là từ 130 cho tới 170, tổng cộng hai môn là 260 cho tới 304. Và môn viết thì thí sinh sẽ viết hai bài luận với số điểm là từ 0 cho đến 6. Và vì sao GRE lại cần thiết cho những đối tượng là du học và sau đại học ạ? Khi mà mình vô mình học chương trình thạc sĩ, tiến sĩ thì mình sẽ cần có một số những kỹ năng. Ví dụ như là mình sẽ cần có kỹ năng ngôn ngữ để mình đọc hiểu các bài báo khoa học, kỹ năng làm việc với những con số để mà mình khảo sát dữ liệu và mình thu thập dữ liệu trong quá trình nghiên cứu. GRE cũng là một thước đo để mà các nhà tuyển sinh có thể so sánh các thí sinh đến từ nhiều nước trên thế giới ở nhiều ngành khác nhau. Ví dụ như là có những sinh viên là học những ngành rất là chuyên sâu về tiếng Anh, ví dụ như là ngành văn học, ngành ngôn ngữ học hoặc là ngành ngữ văn Anh. Có những bạn là học chuyên ngành về nặng về phân tích định lượng, ví dụ như là kỹ thuật điện, điện tử, kỹ thuật hóa vân vân. Một thí sinh mà thi GRE cần đạt bao nhiêu điểm thì có thể được tuyển vào các trường, và không biết là anh Hùng đánh giá như thế nào về mức điểm trung bình hiện tại trên thế giới cũng như là tại Việt Nam ạ? Điểm trung bình của tất cả các thí sinh thi GRE trên toàn thế giới là khoảng 150 cho điểm suy luận ngôn ngữ và 153 cho điểm suy luận toán. Tại học sinh Việt Nam đang đạt được khoảng 149.5 trung bình cho suy luận ngôn ngữ và 160 cho phần suy luận toán học. Qua mức điểm này thì Man cũng có thấy là học sinh Việt Nam là điểm khá là cao so với học sinh trung bình trên thế giới. Kỳ thi GRE nó hơi khác với kỳ thi GMAT ở chỗ là các trường mà yêu cầu điểm GMAT là sẽ nhìn điểm tổng. Nhưng mà kỳ thi GRE á, học sinh mà nộp vào ngành nào thì tùy cái lĩnh vực đó, các trường sẽ có cái mức độ quan trọng hóa dành cho cái lĩnh vực riêng trong kỳ thi GRE. Hùng lấy ví dụ như là nếu mà học sinh mà nộp vào chương trình về khoa học xã hội đi, thì các trường sẽ yêu cầu điểm suy luận ngôn ngữ sẽ cao hơn một chút, thì học sinh sẽ cần phải có mức điểm ít nhất là 160 trên 170, hoặc là nếu mà có thêm học bổng và muốn tăng sức cạnh tranh thì 165 trở lên là điểm tốt. Còn nếu học sinh nộp vào chương trình khoa học xã hội thì điểm sẽ cần là 155 trở lên là ít nhất. Còn để tăng mức cạnh tranh thì học sinh sẽ cần 160 điểm trở lên cho phần suy luận ngôn ngữ. Và bên cạnh anh đây là bạn Khánh Linh, cũng là một người chinh chiến rất là nhiều với kỳ thi GRE rồi đúng không ạ? GRE đã mang đến cho bạn những lợi ích gì trong quá trình học tập và làm việc sau này ạ? Thì khi mà ôn luyện cho GRE thì em sẽ phải học rất là nhiều kỹ năng, ví dụ như là suy luận về ngôn ngữ và suy luận về tính toán và làm việc với các con số. Thì khi mà vào chương trình nghiên cứu sinh thì những cái kỹ năng đó giúp đỡ cho em rất nhiều trong việc học tiến sĩ. Tại vì là khi mà mình học tiến sĩ thì em sẽ phải đọc rất là nhiều các cái bài báo nghiên cứu khoa học và làm việc rất nhiều với các con số. Nên những cái kỹ năng đó giúp cho em rất là nhiều trong quá trình học tập. Và bài thi đó để lại ấn tượng như thế nào trong Linh? Lúc đầu thì khi mới tiếp xúc với bài thi này thì em cảm thấy nó rất là khó và cũng khá là nản, tại vì là có rất là nhiều dạng câu hỏi mà mình chưa có biết. Nhưng mà có một cái thuận lợi là vì em đã học SAT từ trước nên em cũng đã có một cái vốn từ vựng khá là chắc rồi, nên là em chỉ phải việc là làm quen với những cái dạng câu hỏi mới và tập làm đề thi mẫu rất là nhiều. Bạn có thể chia sẻ thêm một chút về quá trình, cái trải nghiệm của bạn khi mà ôn luyện cũng như là khi đi thi GRE, chắc là cũng đã gặp rất là nhiều khó khăn đúng không ạ? Thì khó khăn lớn nhất đối với em có thể là về mặt thời gian, tại vì là em vừa phải đi học và đi làm nên là mình không có sắp xếp được nhiều thời gian cho việc ôn luyện. Chính vì vậy mà để vượt qua những cái khó khăn đó thì em đã tự lập ra thời gian biểu để mình có thể ôn luyện. Mỗi ngày mình sẽ phải học bao nhiêu từ vựng và dành bao nhiêu tiếng để dành cho việc đọc văn bản. Mỗi bài thi GRE được thực hiện trên máy tính nhằm tổng hợp và phân tích các kỹ năng đã hình thành sau quá trình học tập lâu dài của thí sinh. GRE là một thử thách lớn bởi bài thi này kiểm tra không chỉ về trí lực mà còn yêu cầu ở thí sinh cả tinh thần, sức khỏe, sự đầu tư đúng mực về thời gian và kế hoạch ôn luyện mới có thể đạt được kết quả như mong muốn. Kiểu mình hay bị căng thẳng á, cho nên là vô thi mình không có căng thời gian được đúng để làm bài và mình cũng hay bị rung, cho nên là mình đôi khi là cái phong độ nó không có được tốt lắm. Mình bưng nguyên cái tư tưởng của thi đại học vô trong cái bài thi GRE này. 10 bạn Việt Nam đi thi thì 9 bạn sẽ nói là cái ngày tụi em đi thi tụi em cảm giác là không có đủ thời gian làm bài. Tiếng Anh mình không có tiếp xúc từ nhỏ hoặc là tiếp xúc nhiều á, cho nên không có được trôi chảy cho lắm. Với cái cuộc thi này cái nhịp nó khá nhanh, mình chỉ có là làm được tới đâu hay tới đó. Theo anh, các thí sinh khi mà chuẩn bị ôn luyện cho kỳ thi này cần phải chuẩn bị những kỹ năng gì ạ?
thí sinh đó nên có điểm IELTS khoảng 6 chấm trở lên. Tại vì bài thi GRE là rất nặng về từ vựng, đọc hiểu. Học sinh cũng sẽ phải học rất là nhiều từ lạ. Cho nên có một nền tảng tiếng Anh tốt thì sẽ giúp được học sinh đó luyện thi GRE một cách hiệu quả hơn. Ngoài ra, toán cũng giống như GMAT ở chỗ là bao gồm những chủ đề toán nâng cao ở trong cấp 1, cấp 2 và một số chủ đề trong cấp 3, ví dụ như là phần hình học và phần xác suất thống kê v.v. Các học sinh sẽ cần phải luyện tập nhiều với các dạng toán như vậy. Có thể nói là GRE một cái cấu trúc đề thi rất là đặc trưng, nó không như là IELTS chỉ đơn thuần là tiếng Anh mà còn phải có những cái kỹ năng khác nữa. Thì riêng với Linh thì trong đề thi GRE, Linh thấy là phần nào là khó nhất hay là phần nào bạn cảm thấy là mình phải ôn luyện nhiều nhất? Phần mà em phải ôn luyện nhiều nhất chắc là phần đọc hiểu văn bản và phân tích quan điểm của tác giả. Tại vì là ngoài cái việc là có một cái vốn từ vựng tốt thì mình cũng phải rèn luyện kỹ năng đọc hiểu văn bản và phải có khả năng suy luận ngôn ngữ rất là cao. Nên có thể đó là cái phần mà em dành nhiều thời gian để ôn luyện nhất đó. Chắc là mình cũng đã phải lên một cái kế hoạch rất là cụ thể và ôn luyện từ trước đó rất là lâu để có thể thi đậu được tấm bằng GRE này, đúng không ạ? À, dạ đúng rồi ạ. Và có thể chia sẻ cụ thể hơn về kế hoạch của mình lúc đó không? Thì em bắt đầu ôn luyện trước 4 tháng ngày mà em muốn dự định thi. Thời gian đó thì em cũng vừa phải học và vừa phải đi làm nên là thời gian cũng không có nhiều. Em tranh thủ là ôn vào dịp hè khi mà mình được nghỉ hè. Và khi mà em lên kế hoạch đó thì là em tự dành ra là mỗi ngày mình phải dành ra bao nhiêu tiếng cho việc học những cái phần nào và mình sẽ tập trung bao nhiêu thời gian cho những cái phần mà mình không có tự tin nhất. Dạ, yeah, cũng như Linh cũng đã chia sẻ và ở số trước ở đề thi GMAT thì khách mời chúng ta cũng đã chia sẻ cái khó khăn nhất đó chính là việc cân bằng thời gian. Các bạn còn phải vừa đi học vừa đi làm. Vậy thì mình cũng muốn hỏi Linh thêm nữa là bạn đã cân bằng thời gian bằng cách nào ạ? Em nghĩ là việc mà mình mỗi ngày mình sẽ viết ra những cái mục tiêu mà mình muốn học trong ngày. Ví dụ như mỗi ngày là mình sẽ phải học 10 từ vựng mới và mình sẽ phải đọc bao nhiêu văn bản đó. Và mỗi tuần thì mình sẽ đưa ra một cái kế hoạch là mình sẽ làm bao nhiêu đề thi mẫu. Thì khi mà mình theo một cái kế hoạch mà mình đã định ra sẵn như vậy thì mình sẽ có một cái kế hoạch ôn luyện nó khoa học và nó hiệu quả nhất ạ. Và anh Hùng ơi, trong quá trình mà anh ôn luyện GRE cho các thí sinh Việt Nam hay là cho Khánh Linh nè, thì anh thấy là những thí sinh Việt Nam của chúng ta gặp phải những cái khó khăn bất lợi hay là bên cạnh đó có những thuận lợi nào riêng không ạ? Nãy giờ Mai Anh có nghe Linh chia sẻ thì Mai Anh có thấy cái keyword là học từ vựng nhiều. Dạ. Thì đối với học sinh Việt Nam á, cái bất lợi đó là học sinh Việt Nam chưa có nhiều vốn từ. Nhưng mà bên cạnh đó cũng cái phần từ vựng thì học sinh Việt Nam là có cái lợi là học sinh Việt Nam rất là siêng năng học từ vựng. Yeah. Cho nên á, việc mà học từ vựng sẽ là một việc cần thiết. Trong phần thi GRE có hẳn riêng một dạng câu hỏi là yêu cầu học sinh là dùng những cái từ người ta cho sẵn để mà điền vào trong chỗ trống của một câu. Thì đa số toàn là những từ rất là lạ và những từ khó nhớ nữa. Ngoài ra học sinh Việt Nam cũng có một cái lợi đó là tính toán cũng rất là nhanh. Thì đó cũng là một thế mạnh mà học sinh Việt Nam cần phải phát huy thêm. Còn về mặt bất lợi thì dĩ nhiên là phần đọc hiểu của GRE là rất là khó. Tại vì đề thi GRE là lấy tư liệu từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các chuyên ngành, ví dụ như là trong kinh tế, lịch sử nghệ thuật, thậm chí các văn bản khoa học. Cho nên đọc thêm các tài liệu, có thể là đọc thêm báo chí nước ngoài, mà đặc biệt là những văn bản mà tác giả có đưa quan điểm của mình vô. Yeah. Chứ không đơn thuần chỉ là các văn bản mà lấy từ trong sách giáo khoa ra ha. Thì khi mà các bạn đọc quen như vậy rồi thì các bạn đi thi sẽ có một cái sự chuẩn bị tinh thần phần nào cho kỳ thi GRE. Thật ra khi ngày hôm nay nghe anh Hùng cũng như là Khánh Linh chia sẻ về GRE thì bản thân Mai Anh cảm thấy rất là mơ hồ, tại vì mình chưa ôn cũng như là chưa thi kỳ thi này lần nào. Thì Mai Anh nghĩ là quý vị khán giả cũng sẽ có một vài khán giả cảm thấy mơ hồ như Mai Anh. Như vậy thì ngày hôm nay một người rất là nhiều kinh nghiệm ăn ngủ với là GRE như Khánh Linh, thì Khánh Linh có thể chia sẻ là với những thí sinh đang muốn bắt đầu ôn luyện và tham gia kỳ thi GRE thì nên bắt đầu từ đâu ạ? Thời gian đầu thì em dành nhiều thời gian cho việc tìm hiểu các dạng câu hỏi và bài thi qua đề cương ôn tập chính thức của cơ quan ra đề ETS. Nhưng mà thời gian sau lúc mà gần thi rồi á thì em dành nhiều thời gian hơn cho việc làm những cái đề mẫu, tại vì việc làm cái đề mẫu giúp mình rèn luyện kỹ năng làm bài này và mình quen hơn với những cái dạng câu hỏi và những cái văn bản, cái bài đọc. Còn anh Hùng thì sao ạ? Anh có lời khuyên gì dành cho quý vị khán giả, đặc biệt là những ai đang mong muốn tham gia vào cái thi GRE không ạ? Như là Linh vừa mới chia sẻ ở đây là mình bắt đầu càng sớm càng tốt. Mình cố gắng
ôn luyện từ trong lúc còn đang ngồi ở ghế nhà trường. Còn để khi mà ra trường rồi và đi làm rồi thì mình sẽ có nhiều mối lo toan trong cuộc sống, thì mình sẽ khó đầu tư thời gian. Thưa quý vị khán giả, hy vọng là với rất nhiều thông tin bổ ích mà hai vị khách mời giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực du học sau đại học đã chia sẻ ngày hôm nay, thì quý vị và các bạn đã có thể chuẩn bị thêm cho mình những hành trang vừa phù hợp và bổ ích, sẵn sàng chạm đến vùng trời tri thức trên khắp thế giới nhé. Đến đây thì nhịp cầu du học kỳ này cũng xin phép được khép lại. Mang xin chân thành cảm ơn một lần nữa chị Khánh Linh cũng như là anh Huy Hùng đã dành thời gian đến với chương trình Nhịp cầu du học, mang theo những thông điệp đầy cảm hứng về kỳ thi GRE. Trong những số tiếp theo vẫn còn rất nhiều chủ đề hấp dẫn đang chờ đợi quý vị khám phá. Chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã luôn quan tâm, theo dõi và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.